đêm tối 30 đây, cả nhà ngồi đây để uống trà trong tối 30 Tết. Trà đón xuân đấy. Trà đón xuân đấy. Đây là con trai đi Đức Lộc đây. Đây, anh niên đẹp trai chưa vợ. Hả? Tùng vào đây thôi. Tùng vào đây. Từ người bên chú Lam kia. Rồi. Đây là Lê Văn Tùng, cháu đích tôn đây. Hôm nay mới nhẹ đây mới có 60 cân thôi. Mới hơn ông có 7 cân. Nhìn gần như là bếp lửa cháy. Trước hiên nhà đây, trong này là 19 giờ 50 phút ngày 30 Tết. Gia đình tại tư gia nhà Lê Đức Lộc, tức là Phúc Tuệ. Đấy, đây là con gái lớn này, Cẩm Nhung đây. Đây là Hồng Nhung đây. Đấy, đây là chú Lâm này. Đây là ông Phúc này, ông thầy đấy. Đây là toàn gia đình cả đấy, tập trung vào đây để ngồi xoay đầu chạy để chuẩn bị đi ra lăng tổ để thắp nến cúng tổ. Đây là Lê Văn Nam, mỗi thanh trai thanh niên đẹp trai chưa vợ đây. Hôm nay có cho các anh em con cháu mọi người ăn Tết. Đấy, đây là cháu Tùng đây, Tích Tôn đây, hôm nay mình có 60 cân rồi. Đấy, chuyển đến Đức Lộc rồi anh ơi. Đấy, ngồi trước cửa nhà đây. Nhà để chuẩn bị mua lến để đi lăng tổ với lăng giáo sư để thắp hương đêm 30 Tết. Đây là quang cảnh nhà Lê Đức Lộc buổi tối đây. Bên trên thì không có điện thì không sáng, không quay được hết máy. Đây là cái hiên đây, anh điện buổi tối đây. Đấy, mọi người đang đốt lửa chạy. Còn, đấy. Em bận công tác xã hội cần phục vụ nhân dân chưa kịp cào. Buổi tối cũng lung linh về nào lắm. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Này cành là... xanh ngọn nhà nước đi, đi lên ô tô. Đi cả sông hư sâu người ta sinh trưởng bởi qua dòng cửa. Người ta sinh trưởng bởi đâu, là tiền tổ ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng. Ơi à, ơi à. Cháu cát hàng quê hoa thịnh vượng thọ trường phương anh, hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con dâng lễ tâm thành kính dân con dâng lên bái nguyện tổ tiên. Nhờ có
thu ngập chân hoàn, trong mưa họ gian lao nhớ cô bách điều quy sao, trăm mi khe ngàn suối dồn vào một sông. Điều quý sao trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tiên tổ vun ni trồng công đức tụ tinh thần vắng nghi vắng ngàn thu nhớ câu ẩm thủy nguyên xưa ngọn mà không gốc cơ đổ vững xa. Ơn tiên tổ đời đời hương khói dòng họ ta, dòng nghi dõi châm anh ngày nay nức tiếng thơm danh nghi, ơn ai vun rơi cho cảnh nở hoa. Sáng soi sơn hà cầm tu đức sáng cùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng soi lòng ta, ơn dòng sữa mẹ công người cha ai từng cao dày, nhớ ơn có tổ như cây có cành, tuy không được trường sinh vĩnh thế cũng mở đường thế mai sau trăm năm đi một đi cuộc về sau. Trời tây chúc tòa sen, nguyện xin chắc giáng về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường, dòng nghi họ gần xa nơi ăn chôn ở trong nhà, khi thời phù hộ trước đã mừng. Nơi ăn chốn ở trong nhà khi thời phù hộ trước đã mừng vui, dẫu bạc chảy tiền dòng cũng hết thác đi rồi, còn biết chi đâu muốn sang ta phải bắt cầu con cháu đi thắp hương tổ tiên ở các phần mộ từ phần mộ đến các phần mộ trở về nhà muốn sang ta phải bắt cầu, muốn ăn quả ngọt bảo nhau vun trồng, nay hóa nhật kỳ công ơn đức tấm lòng hành lê bạc kính dân, xin giải bày mấy khúc ca văn đi. Này canh xanh ngọn nước có. Đến nhà thờ tổ để dâng
nén tâm hương cùng thỉnh các cụ về ăn Tết. Bề cả sông sâu người ta sinh trưởng bởi đâu ý. Người ta sinh trường bởi đâu, gốc là tiền tổ, ơn sâu rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng. Ơi cây đào đẹp nhất đầu tiên bao giờ mang về ơi cách không có cây nào. Cháu các hàng quê hoa thịnh vượng thọ trường phương anh, hôm nay nhân tiết ngày lành cháu con dâng lễ tâm thành kính dâng con dâng lên bái nguyện tổ tiên.